tiếp tập 33, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, nếu như Vương huynh thật sự là một tên hái hoa tặc tiếng xấu đồn xa như ngươi nói, lại có kim trùng trạo bảo vệ khắp người, ngươi và Linh Lan một người xinh đẹp động lòng người, một người khiến người ta cảm thấy muốn yêu thương, rõ ràng là hai đại mỹ nữ, các ngươi sao còn có thể yên ổn chờ đến lúc này được chứ? Phi Yến ấp úng, chuyện này, với nữa sao y lại có thể tự báo tên tuổi của mình với ngươi trước khi ra tay thành công chứ? Phi Yến lúc này thấy men Chính nói cũng có lý, nên cứng họng, nhưng dù là người của Thiếu Lâm hay là những nhân vật có tiếng trong giang hồ đều chỉ tội hắn ta mà vậy thì nghe thử xem vương huynh nói thế nào cùng kiểm chứng thật hư có được không vương huynh vào đây nói chuyện linh lan rót nước cho vị tiểu hòa thượng phi yến cứ lường vị tiểu hòa thượng rồi nói đông nam đại hiệp hạc vân thiên ngăn cản ngươi trêu chọc một tiểu thư khuê các ở phủ tây xuyên bị ngươi đánh trọng thương để lại thương tật cả đời không khỏi có phải hay không vị tiểu hòa thượng đổ mồ hôi vội nói oan ủng quá trên đường tiểu tăng đi hóa duyên đúng lúc gặp phải vị hạc huynh đó nhìn chúng một cô nương có tướng mạo thanh tú định nạp nàng ấy làm tiểu thiếp tên hòa thượng thối tha ở đâu ra thế dám quản chuyện của hạc vân thiên ta sao đông nam đại hiệp hạc vân thiên ngài chẳng phải là một đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa trừ gian diệt ác sao ngươi cũng là người trong giang hồ mau báo tên tuổi tiểu tăng không thể không kiêng sắc dục bị thiếu lâm đuổi ra khỏi sơn môn lần đầu đặt chân vào trốn giang hồ nếu như đã là người trong giang hồ vậy thì lão tử lại càng không thể để ngươi sống sót trở về được liền nhảy lên cầm kiếm đâm thẳng vị tiểu hòa thượng hạ đại hiệp xin đừng ha ha đã muộn rồi nộp mạng đi kiếm vừa đâm vào liền gãy đoạn kiếm gãy văn vào hạ bộ vân thiên khiến vân thiên đau đớn ta đã nói là đừng rồi mà tiểu tăng tu luyện kim trung trạo bị tẩu hỏa nhập ma ngoài ý muốn kể từ đó đều bị động khởi động bảo vệ không nằm trong sự khống chế của tiểu tăng hạ đại hiệp ngươi không sao chứ không thể nào xem tuyệt chiêu của lão từ đây phá nát trò mèo của ngươi bát tí thần kiếm đâm liên tiếp vào người vị tiểu hòa thượng thiện tai thiện tai giờ thì thí chủ cũng coi như là ác giả ác báo rồi là hạc đại hiệp sao các vị giang hồ đồng đạo người này luyện một thân tà công ở đây trêu chọc thiếu nữ nhà lành bản thân ta cũng bị hắn ta đánh lén mau giúp ta diệt trừ hắn ta không ngờ lại dám làm hạc đại hiệp bị thương dâm tăng chịu chết đi không không phải như vậy đâu các người nghe ta nói đã chỉ nghe có tiếng kiếm gãy len keng vị tiểu thí chủ chấp tay thở dài a di đà phật mọi người đăng ký kênh để theo dõi nhé yêu mọi người donate càng yêu